có rất là nhiều anh chị hỏi em rằng là nên mua xe máy xăng hay xe máy dầu thì à, em muốn làm một cái phân tích để xem anh chị mình nên chọn máy xăng hay máy dầu là phù hợp thì tất nhiên rằng chiếc xe nào nó cũng có ưu điểm về mặt này nhưng nó sẽ có nhược điểm về mặt khác vậy nên ưu điểm của xe máy xăng là gì ưu điểm của xe máy dầu là gì và nhược điểm của những chiếc xe đấy là gì thì anh chị hãy cùng em phân tích và đưa ra quyết định nên mua máy xăng hay máy dầu. Vấn đề đầu tiên chúng ta hãy so sánh về tốc độ. Anh chị hình dung là đối với chiếc xe máy xăng, piston nó giống như cục đá này. Còn đối với xe máy dầu, piston nó giống như cục đá này. Thì anh chị thấy là sự khác biệt giữa hai cục đá, piston của xe máy xăng nó sẽ nhỏ hơn, còn piston của xe máy dầu nó sẽ lớn hơn. Nếu anh chị mà mang lên cân thì thường xe máy dầu nó sẽ có piston lớn nặng gần gấp đôi đối với xe máy xăng. Um, thì khi mà anh chị cầm một cục đá nhỏ, anh chị mình di chuyển nó thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. còn chúng ta cầm cục đá lớn chúng ta di chuyển nó, nó sẽ khó khăn hơn tại vì trọng lượng của nó khá là nặng. thay vì vậy em muốn nói về tốc độ, tốc độ xe máy xăng nó cũng như vậy, tại vì piston nhỏ, cho nên việc di chuyển piston nó dễ dàng như vậy, nó sẽ giúp cho xe tăng tốc nhanh hơn. còn xe máy dầu piết tông lớn nặng nó sẽ làm di chuyển piết tông một cách khó khăn nó cần phải áp suất lớn hơn cho nên nó sẽ tăng tốc chậm hơn thì đôi khi một số anh chị mà khoảng tuổi em hoặc dưới tuổi em anh chị mình thường thích vấn đề tốc độ tăng tốc nhanh anh chị mình hay chọn xe máy xăng còn những anh chị nào mà trung tuổi hoặc lớn tuổi hơn họ thích giống như là chiếc xe chúng ta tăng tốc từ từ thôi để những cái thao tác của họ được chính xác dễ dàng hơn thì họ thường lựa chọn xe máy dầu vậy đối với thần tốc độ anh chị chọn máy xăng hay máy dầu đó là tùy vào cái sở thích cái nhu cầu cá nhân của anh chị mình phần thứ hai em muốn nói về mô mô men xoắn hay anh chị mình gọi gọi là sức kéo thực ra thì tại vì sao em không nói đến công suất tại vì công suất của xe máy xăng và máy dầu thường thường là nó tương đương nhau cho nên em không có nhắc tới công suất mà em muốn nhắc tới mô xoắn hay còn gọi lực kéo do anh chị thấy rằng piston của xe máy xăng nó nhỏ và piston của xe máy dầu nó lớn cho nên để sinh công thì chắc chắn rằng là xe máy dầu nó sẽ sinh công lớn hơn và nó sẽ có sức kéo lớn hơn rất là nhiều so với xe máy xăng nên anh chị mình thường thấy những chiếc xe như là xe khách của chúng ta hoặc những chiếc xe mắt chứng chiếc xe tải của chúng ta thường là họ sẽ dùng xe máy dầu chứ họ không dùng xe máy xăng. Vậy nên nếu như anh chị mình cần một chiếc xe mà có sức kéo lớn, anh chị mình hay chở những đồ nặng, anh chị mình đi trên đường đèo dốc, anh chị mình hay phải leo núi thì anh chị mình hãy lựa chọn xe máy dầu. Điều thứ ba em thấy anh chị mình hay so sánh đó là nhiên liệu. Anh chị biết rằng là đối với một chiếc xe máy xăng phải cần công suất lớn hơn cho nên là vòng tua máy nó sẽ lớn hơn anh chị mình sẽ thấy là bảng vòng tua máy của xe máy xăng nó thường rơi vào tầm 8.000 vòng còn đối với chiếc xe máy dầu thì vòng tua máy của chúng ta nó thường đến 6.000 vòng mà thôi thì đối với vòng tua máy nó cao hơn thì chắc chắn rằng là nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn cho nên xăng nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn là máy dầu với lại một điều nữa là giá thành của xăng bao giờ nó cũng cao hơn giá thành của dầu Nên nói về cái mức nhiên liệu thì chắc chắn anh chị mình sử dụng xe máy dầu sẽ tiết kiệm tiền hơn rất là nhiều so với xe máy xăng Thường thì chúng ta sẽ tính được nếu như chúng ta đi nhiều xe máy dầu nó sẽ lợi hơn một nửa số tiền so với xe máy xăng. Ví dụ như anh chị mình phải chi phí 200.000 đồng vào xe máy xăng thì anh chị mình chỉ cần bỏ 100.000 đồng vào xe máy dầu mà thôi. Điều thứ tư em muốn so sánh ở đây là tiếng ồn Chắc chắn rồi khi mà anh chị ngồi trên xe anh chị quan tâm rất là nhiều về tiếng ồn à, Anh chị thường hay nghe nói rằng xe máy dầu ồn hơn xe máy xăng Và đó cũng là một thực tế Tại vì sao lại vậy? Đó là do tỷ lệ nén của xe máy dầu nó cao hơn tỷ lệ nén của xe máy xăng Cho nên nó tạo tiếng ồn nhiều hơn khi mà anh chị chạy với tốc độ là dưới 60 km h Thì anh chị mình sẽ thấy là xe máy xăng của chúng ta nó êm du à nhưng xe máy dầu tiếng ồn nó sẽ khá lớn. Nhưng đó là chạy tốc độ thấp, còn khi mà anh chị chạy tốc độ cao giống như anh chị chạy trên cao tốc thì nó lại phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, đó là phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, phụ thuộc vào khoang máy, phụ thuộc vào bốn cái hốc bánh xe, phụ thuộc vào khoang vào khung gầm và phụ thuộc vào cái cách âm của những cánh cửa của chúng ta. Thì với vận tốc cao như vậy tiếng ồn nó cũng gần gần như là tương đương nhau cho nên là khi mà anh chị mình di chuyển ở những cái đường đa số là tốc độ thấp thì anh chị mình sẽ cảm nhận thấy tiếng ồn của xe máy xăng nó êm 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 ái rất là nhiều và anh chị cũng hay bị phiền hà bởi xe máy dầu điều thứ năm em muốn chia sẻ cùng anh chị ở đây đó là chi phí bảo dưỡng và sửa chữa xe thì trước khi nói về điều thứ năm này em muốn có một cái lời khuyên, một lời góp ý với anh chị rằng khi chúng ta đi đổ nhiên liệu, đổ xăng hoặc đổ dầu, anh chị mình hãy chọn những cây xăng uy tín để chúng ta đổ, chúng ta tránh trường hợp xăng giả, tại vì xăng giả nó sẽ hại cho cái bộ phận mà phun xăng của chúng ta. Thì cấu tạo của chiếc xe máy dầu nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần một cái kim phun lớn và dưới cái áp suất lớn nó sẽ làm nén nổ chiếc xe của chúng ta, nén nổ cái máy nổ của chúng ta. Thì chiếc xe máy xăng nó lại phức tạp hơn rất nhiều rất là nhiều chúng ta cần phải kim phun cần phải dây cao áp rồi chúng ta cần các loại cảm biến và một điều nữa chúng ta phải cần đến di chúng ta có thể làm mới có thể làm nổ động cơ thì đối với một bên đơn giản và một bên phức tạp như vậy thì chắc chắn rằng chi phí để chúng ta bảo dưỡng để chúng ta sửa chữa cho một bên đơn giản nó sẽ ít đi nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với một bên mà có cái sự cấu tạo nó phức tạp như vậy nhưng mà anh chị cũng cần lưu ý một điều rằng nếu như chúng ta bảo dưỡng theo định kỳ hoặc là chúng ta sử dụng tốt những cái nhiên liệu giống như em nói ở trên thì cái mức chi phí để mà sửa chữa với hai dòng xe này gần như nó cũng tương đương nhau thì khi mà anh chị mình sử dụng chiếc xe máy dầu có rất là nhiều bác tài hoặc là nhiều giáo viên hướng dẫn lái xe nói với em rằng họ tại vì sao họ chọn xe máy dầu tại vì xe máy dầu nó đơn giản nó không có gì để hư hỏng cả cho nên chi phí sửa chữa của nó cũng rất là ít à, đó là một lý do khiến mà rất là nhiều người chọn xe máy dầu điều thứ sáu em muốn nói ở đây đó là độ bền bỉ của một chiếc xe ở người việt nam mình hoặc là nhất là em có tính thực dụng rất là cao nên em rất là quan tâm về độ bền bỉ của một chiếc xe anh chị mình nếu như mà đi ở một cái chế độ ít thôi không có đi nhiều không có sử dụng chiếc xe nhiều với lại anh chị mình bảo dưỡng theo đúng định kỳ thì gần như là hai chiếc xe máy xăng và máy dầu của chúng ta nó đều có độ bền bỉ tương ứng nhau có là không anh nào mà bị hư hại nhiều hơn anh nào nhưng khi chúng ta đi vào một cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt cái thứ hai nữa là chúng ta hay phải vận chuyển những đồ vật nặng Và cái thứ ba nữa đó là cái thời gian chúng ta sử dụng chiếc xe nhiều Thì khi đấy chúng ta mới có sự phân biệt nhất định, rõ ràng um, Anh chị hình dung ha Giống như hãng xe mẹt của chúng ta Nó xuất xứ từ nước Đức Và anh chị thấy là khi nước Đức sản xuất ra những chiếc xe mẹt như vậy Có những chiếc xe máy xăng và những chiếc xe máy dầu Và khi những người mà chạy những à xe dịch vụ, xe hợp đồng họ thường chọn xe máy dầu để họ sử dụng vào những cái công việc của họ. Như vậy chứng tỏ một điều rằng xe máy dầu nó sẽ có độ bền bỉ nhiều hơn xe máy xăng rất là nhiều nếu như cần phải tần suất hoạt động của nó khá là nhiều. Anh chị hình dung nếu như anh chị mình phải di chuyển liên tục trên đường, anh chị mình đi đến nhiều nơi thì chắc chắn rằng xe máy dầu nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn xe máy xăng cực kỳ nhiều. Điều thứ bảy em muốn nhắc tới đó là vấn đề khí thải khi mà anh chị sử dụng chiếc xe, anh chị cũng hãy là những người bảo vệ môi trường. À thì khi mà anh chị sử dụng xe máy xăng, thì khí thải nó thải ra bên ngoài môi trường nó ít hơn xe máy dầu rất là nhiều. À, có khi mà em còn nhỏ, em đi làm công việc mà em tiếp xúc với động cơ dầu, anh chị thấy là khí thải nó thổi ra, nó gần như là khói rất là nhiều và em hít phải khí thải đấy, em cảm giác người cực kỳ mệt mỏi. Còn nếu như anh chị mình mà sử dụng những dòng xe máy xăng anh chị mình sẽ thấy là khí thải nó thải ra rất là ít. Cho nên ưu thế về khí thải thì chắc chắn rằng anh chị mình sẽ chọn một chiếc xe máy xăng chứ anh chị mình sẽ không chọn chiếc xe máy dầu. Nên một số nước họ hạn chế vấn đề khí thải thì họ cũng đồng thời với việc đấy họ sẽ hạn chế những chiếc xe máy dầu, họ sản xuất những chiếc xe máy dầu ít hơn là họ sản xuất những chiếc xe máy xăng. Anh chị thấy là bây giờ còn một cái ưu thế nữa đó là những chiếc xe em hay nói đó là chiếc xe khách hoặc là xe tải của chúng ta thay vì hiện tại bây giờ hoặc là trước đây đa số chúng ta chỉ sử dụng bằng máy dầu không thì họ sẽ thay thế nhiều hơn bằng xe máy xăng hoặc là sau này anh chị sẽ thấy xu hướng đó là dùng máy điện cũng rất rất là nhiều nữa. Điều thứ 8 em muốn nhắc tới, vấn đề này thực ra anh chị mình thường quan tâm hàng đầu và quan tâm nhiều nhất đó là giá thành của một chiếc xe. Thường rằng giá thành chiếc Giá thành của một chiếc xe máy xăng bao giờ nó cũng phải thấp hơn giá thành của một chiếc xe máy dầu. Giống như hai chiếc xe cùng một hãng xe khi họ đưa ra, anh chị thấy có những cái thông số giống nhau đi chẳng hạn thì xe máy xăng bao giờ nó cũng phải rẻ hơn xe máy dầu rất là nhiều. À, em thường hay so sánh một chút thôi thì cái mức giá nó sẽ chênh lệch nhau khoảng tầm 100 triệu anh chị ha. Đó là về giá thành của chiếc xe. Thì anh chị mình có thể cân đối nếu như anh chị mình thích mua xe máy xăng thì anh chị mình có thể là bớt đi một, một chút rồi, còn anh chị mình thích mua xe máy dầu thì anh chị phải cần thêm nguồn tài chính thêm một chút nữa. Điều thứ 9 em muốn nói tới ở đây là liên quan vấn đề an toàn. Anh chị thường xem một số bộ phim rằng hai chiếc xe va chạm vào nhau và nó gây phát nổ. Thì những chiếc xe phát nổ như vậy đó là những chiếc xe máy xăng thì em muốn nói tới ở đây xe máy xăng nó sẽ dễ gây cháy nổ hơn xe máy dầu khi va chạm nhiên liệu bị rò rỉ và hệ thống điện ở trên xe nó sẽ bị chập chập thì sẽ phát sinh ra tia lửa điện, phát sinh ra tia lửa điện thì nó sẽ dễ làm cho xăng bị cháy nổ. Còn máy dầu của chúng ta nếu như trường hợp dầu bị dò dỉ thì tia lửa điện nó không đủ sức để nó làm cho à, dầu nó bốc cháy. Với lại khi mà để mà nổ được máy dầu nó phải cần một cái tỷ lệ nén cực cao. Còn dầu nó đã bị dò dỉ bên ngoài rồi thì nó chẳng có cái tỷ lệ nén nào ở đây hết. Cho nên chắc chắn là nó sẽ không bị cháy nổ. À, nên chị hãy lưu tâm một chút rằng xe máy xăng nó sẽ dễ bị cháy nổ hơn xe máy dầu em nói là như vậy thôi còn hiện tại rằng những nhà sản xuất họ đã nghĩ ra vấn đề này rồi và họ đã có những cái cách để khắc phục cái vấn đề cháy nổ này khi mà xe của chúng ta va chạm thì hệ thống à, kim phun nó sẽ ngưng hoạt động nó ngưng hoạt động thì nó không có phun xăng phun dầu ra chẳng hạn thì nó cũng sẽ không có gây cháy nổ cho nên anh chị mình cũng yên tâm ha chứ đừng nghe em nói rằng xăng dễ cháy nổ hơn mà anh chị mình sợ sệt hay là lo lắng vừa rồi em đã tìm hiểu cùng anh chị về những cái uh, mặt tốt mặt xấu của xe máy xăng và máy dầu anh chị mình có thể so sánh được để anh chị mình có thể đưa ra quyết định là chúng ta nên mua xe máy xăng hay nên mua xe máy dầu nếu anh chị mình thích một chiếc xe hoạt động êm ái hơn anh chị tăng tốc nhanh hơn và những anh chị nào mà không cần nghĩ nhiều về nhiên liệu thì anh chị mình có thể nghĩ đến mua một chiếc xe máy xăng còn anh chị mình cần một chiếc xe mà bền bỉ hơn có sức kéo lớn hơn thì anh chị mình có thể là nghĩ ngay đến chiếc xe máy dầu của chúng ta đó tùy vào nhu cầu sử dụng và cái sở thích cái ý muốn cá nhân của anh chị mà anh chị mình sẽ lựa chọn chiếc xe nào rồi em sẽ ngưng video lại ở đây hẹn gặp lại anh chị ở những video phía sau đừng quên bấm đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem những video tương lai của hướng dẫn lái xe an toàn